hai cái gương mặt mà đại diện cho hai cái nền da gọi là hai châu lục khác nhau luôn. Bên đây là châu Âu, bên đây là châu Phi luôn. Định nói châu Á nhưng mà ông không tin châu Phi. Ừ thì mình lấy cái lớn. Hôm bữa trước ngày em đi du lịch đó là cách đây tầm khoảng 10 15 ngày là em mua cho nó cái nón rồi. Mà bây giờ là mọi người thấy không? Cái nón cũ đội không vừa nữa. Đây mọi người coi nè. Đó, không kịp cắt móng tay ảnh rồi ảnh tự ảnh quào, ảnh cào cấu rồi chạy hết trơn à. Đi Ngọc ơi. Đây giờ đi qua tiệm khác. À mua đồ hả? Ok ok. Trời, anh ba vô model care. Anh ba lựa nón. Ủa em có nón dành cho em bé 6 tháng tuổi không? Có, 6 tháng có. Bên kia chị có nón dành cho bé 3 tháng thôi. Cái nón này dễ thương nè Ngọc ơi. Tay tay nè. Chị đem thử. Rồi rồi, em đợi thử nè. Em đợi thử nào. Mấy tháng rồi, 6 tháng không? 3 luôn, không có nón 6. Hồi 6 thì phải 6 tới 12 thì hơi bự. Cô chú thấy con đổi nón này được không? Được. Rồi, bây giờ con sẽ thử cái nón màu xanh nha. Cười kìa. Chọc cho nó cười đi ba, cho nó dễ thương. Đúng rồi. Cái mặt nó sụ quá à. Wow. Cái này thấy nó mỏng hơn nè. Con là con cười lên là con mới xinh nha. Ê, quen bộ xanh nè, được không cô chú? Ê, cô chú thấy con đổi cái nón này đẹp không? Con đổi nón này đẹp hơn nè. Trời ơi, cái này hợp với con nè cô chú ơi. Nhưng mà hơi chật. Chật hả? Ừ, lấy size lớn hơn là được. Ở cái này có size lớn không em? Em ơi. Rồi, còn có 1 cái luôn. Rồi, bây giờ con thử cái khác nha. Cái này rộng quá. Cái này rộng quá à. Cái này chắc tết mặc vừa quá à. Ê, dễ thương nghe. Ừ, rất dễ thương nghe. Chọn cái màu đỏ này đẹp quá à. Đẹp nhưng mà nó hợp với màu đỏ hả? Hợp với màu đỏ. Đi ba cái tiệm rồi bây giờ mới tiếp được cái áo mà hợp với màu da của ẩm. Mới có 3 tháng mà mặc là 12 tới 18 tháng. Lấy cái này nha. Mặc dữ gì ta? Anh thấy bắt đầu thấy vô lý rồi đó. Ê, vàng này không? Được. Cái này màu này mình có không? Có cái màu nào nổi nữa không em? Nổi thiệt nổi nha. Mới vàng. Là màu trắng đi. Đúng trắng trơn lấy cho chị màu trắng 12 tới 18 tháng luôn đi. Kết thúc buổi shopping là em đã bù ngủ rồi. Bye bye cô chú. Con về lát nữa con đổi nón cho cô chú coi nha. Bye bye cô chú.